Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người, con là Hưng Dèo. Hiện bây giờ mình đã tới chỗ con bé Dương Hưng rồi nha. Mình cũng gọi Hưng ra rồi. Bây giờ hai cậu cháu của mình lại tiếp tục những cái màn tròn nó phong phú hơn cho mọi người xem. Tại vì hôm nay mình không có đi đường, không có đi ra liên xã được, để mình mở lên cho mọi người xem. Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là mình được mình chuẩn bị đi lên tới nhà bé nha, để mình nói cho mọi người biết muốn tới nhà được bé, tại vì bé ở cái làng kế bên làng mình, nhưng mà địa phương mình vẫn còn là xã, cách xã nha mọi người. Bây giờ muốn đi qua được thì mình phải có cái giấy đi đường như thế này nè. Mình xin hai ba chỗ đóng mộc rồi mình qua được cái chốt này nè, mọi người thấy đó. Bây giờ không có cho xe nào vô ra gì hết, địa phương mình vẫn còn giãn cách nha. Đó, bây giờ mình đi qua cái chốt đó là mình phải trình giấy mình mới qua được. Rồi thôi, mọi người theo chân mình để mình qua cái chốt đó rồi tới nhà gặp bé, tròn bé một bữa nữa. Bữa nay mình tới nhà nó, mình không có thông báo cho nó biết, mình sẽ gọi cho Hưng Dèo ra xử nó. Rồi mọi người chờ một chút nha. Như vậy là mình muốn ra khỏi cái làng á thì mình phải có cái giấy đi đường và đồng thời có chích ngừa đầy đủ thì họ mới cho mình đi. Thôi không nói nhiều nữa để mình bàn kế hoạch với ông Hưng. Trên tay của ông Hưng nó cầm đó, giấy và thuốc đỏ nha mọi người. Mình dựng lên cái màn thử gây tai nạn coi phản ứng của ông bé như thế nào. Bây giờ con còn thở thì thôi. Đấy, để anh Hưng nó bó chân cho mình á, rồi mình gọi cho con bé. Gọi con bé ra, bó dưới mắt cá thôi con, bó dưới mắt cá thôi. Còn lại bắt đầu chấm thuốc ngoài. Bé hả? Ê bé bé, mày chúc mừng anh đi. Anh bữa nay anh đi lên được trên nhà mày rồi nè. Thiệt, anh có xin giấy đi đường, anh chích ngừa đầy đủ rồi, anh lên được rồi. Nhưng mà bây giờ anh không có vô nhà mày được. Anh có chuyện rồi, anh gặp chuyện rồi. Mày chạy ra bên hông trường Văn Lương á bé. Anh đang nước hả? Đúng rồi, chạy ra lẹ lên nha. Không có vô được, tao có chuyện rồi, mày ra mày giúp tao cái. Lẹ lên. Rồi. Xong chưa? Lên. Ok, xong rồi, mình đã gọi con bé rồi. Mình cũng đã chuẩn bị xong hết rồi nha mọi người. Bây giờ con thì Hằng Hưng sẽ vô trong bụi đó nằm ha. Con nấp cho kỹ nha, đưa hai cái chân ra thôi. Đừng có để nó thấy mặt nha. Lấy cây tủ lại. Mình cũng bẻ một số cây rồi mọi người. Bẻ cây rồi cái mình phủ lại. Hưng thì nằm núp trong cái lùm cây thôi nha, đưa chân ra thôi. Rồi ok, để mời mọi người chờ mình chút nha, lẹ lên để nó ra. A few moments later. Ok mọi người, sau khi mình gọi con bé rồi, bây giờ mình đặt cái góc máy mình ngụy trang cho con Hưng nha. Hưng con nằm xuống đi. Nhưng mà mày đừng có để cho nó thấy mặt nha, thấy mặt nó biết á. Mày nằm kỹ vô. Còn chờ bé tới nha. Ê bé
nhỏ không nghe nè. Đi gì vậy? Không chạy vô nhà. Hồi nãy anh tính vô nhà mày mà vườn mưa mới xong á, nó chợt chân bánh sao á. Bây giờ té hay sao không? Anh thì không sao, anh thì không sao, nhưng mà còn ngồi xuống nói nhỏ. Cái gì vậy? Mày ngồi xuống đi, anh nói nhỏ nghe nè, cái này mới quan trọng. Té đâu hả? Ở đây nè. Đằng kia nó đạp xe đạp bằng mình. Anh Thông nó nín thở. Này, nó nín thở không? Này, anh kéo nó vô bụng rồi. Giờ sao biết? Thằng anh kéo anh chở đi hả? Không phải, thằng nhỏ nó băng qua đường. Mày ngồi xuống mày. Ôi xuống xuống mày. Bây giờ sao giờ? Giờ anh giấu nó luôn nha. Anh giấu nó luôn, anh về. Tự cái đường này bây giờ cái người ta chạy qua chạy lại, người ta biết sao? Mẹ ông sùm, anh sợ quá bé ơi. Bây giờ nó biết con. Bây giờ ông lại ông con nó sao? Nó nằm im luôn rồi. Xe người ta chạy qua chạy lại không rồi. Anh giấu nó kỹ rồi. Mày qua mày coi thử coi. Nó nằm nó im bất động rồi. Bây giờ anh giờ, biết giờ. Sao? Giờ anh báo công an hay sao? Mày ấm sùm mông, mày báo công an, tao đi luôn, mút mùa luôn sao? Vậy bây giờ anh kêu xe cứu thương cho nó. Nó nằm, nó im luôn rồi. Mày nhỏ nhỏ, bây giờ tao nói mày nghe, mày ngồi xuống đi. Vậy sao nãy cái ông chạy vô nhà, ông chạy vô đây chi trông trọng nó vậy? Thì chơi gần tới nhà mày rồi nè. Ông đem gì về em nói má em mà báo mày nha. Mày gì vậy? Ngồi xuống đây, anh bàn thẳng với mày nè. Sao? Bây giờ mày qua mày coi. Nếu mà nói anh nằm im luôn, thôi mình trốn luôn. Không ấy mày nhận giùm anh đi, mày dân địa phương ở đây. Trời ơi, nhận, bây giờ nhận cái giờ ai chạy qua tưởng em giọng nó, giùm tao quýnh em chết sao? Mày dân địa phương ở đây, còn anh lạ, người ta muốn quýnh anh. Chứ bây giờ lạ quen gì, bây giờ giọng nhỏ bỏ vậy, giờ người ta lại tao quýnh em không chết rồi sao? Đi. Ô, ngồi ghê, ngồi, tôi. Đi qua mày coi nó. Qua là có dấu vân tay với một chân á. Trời ơi. Mày, anh trốn luôn nha. Đó, đó. Ôi ghê quá ông ơi. Anh không có giờ anh báo cái y tế hay gì đi. Mày nhỏ thế mà anh. Mấy giờ cái báo mày nha. Công an mà. Tao đổ thừa mày á. Tự nhiên cái ông điện tôi xuống đây, tôi biết gì đâu, cái chuyện giờ ông đổ thừa là sao? Chứ bây giờ mày cứ la hoài, anh đổ thừa mày luôn quá. Trời, bây giờ la ông, cháu không lo bây giờ nè, chút người ta chạy qua nè, người ta thấy người ta tưởng tôi giọng rồi, người ta quýnh tôi chết rồi sao? Mà bây giờ... Ôi bây giờ báo mẹ thấy đi. Báo mẹ chứ đó, người ta chạy qua, người ta tưởng giọng người ta chết rồi sao? Mày nói nhỏ bé ơi. Giờ một báo mẹ hai đi đuôi phá em về em nói má em. Ôi ông nội ơi, quay có dấu vân tay vân chân á. Trời ơi. Đi đỡ lên. Đi bé. Phụ một tay thôi, mình đỡ nó lên, mình chở nó đi. Ôi giờ một báo mẹ hai báo y tế, bây giờ dấu vân tay vân chân. Trời ơi, người ta chạy qua tao thấy, tao muốn chết. Mày nhỏ thôi, đi. Đi, mày mở hai cái chân đi, anh đỡ lên xe. Chở lên. Dạ đúng rồi, đi. Bởi vô, bởi vô. Làm bây giờ cái ai chở? Anh chở. Anh chở. Thôi vậy thôi, anh trốn á. Ôi, giờ có dấu vân tay mày rồi, tao khỏi lo rồi. Có dấu vân tay mày rồi, giờ anh khỏi lo. Thôi anh về. Ôi bây giờ người ta tưởng tôi giọng, người ta muốn tôi chết rồi sao? Anh về. Giờ có dấu vân tay mày rồi, anh hết lo rồi. Anh hết lo rồi. Nãy mày bốc vô có dấu vân tay mày rồi á. Giờ anh ngồi đây nè, công an tới là người ta lấy dấu vân tay mày. Thôi giờ đỡ nó lên. Vậy. Vậy hơn. Vậy con. Ủa sao hơn hả? Thì cho anh mày chứ sao? Con quỷ nhỏ này đâu đây nè? Thì tao lên tao gọi nó trước. Đó. Tao mà chạy cách xong á, mày ăn lên tao mừng.
ông lên nó lấy quả luôn đó mà. Ông đi, ủa làm nghề này biết rồi, làm nghề tròn mà gặp nhau phải tròn chứ. Tròn cái gì kỳ vậy quá, cái quầm tròn quỷ để lấy lá cây chùm lên trai em tôi thiệt. Thì làm làm kênh tròn thì gặp nhau phải tròn chứ, không lẽ là gặp nhau ăn hả? Muốn làm ẩm thực em đừng chọn trong cái này, lỡ muốn rớt tiền vô ngoài sao? Đâu có anh ẩm thực mẹ nó thôi. Đâu có anh ẩm thực bỏ cho anh thôi. Ẩm thiếu kỳ cũng mà. Quỷ gió đúng không? Kéo nghe lời ổng nha. Trời biết ổng lên. Tao gọi nó ra. Ủa lên gặp nhau là phải có màn chào xăng chứ. Giờ ông gọi nó ra, ông gọi tôi ra làm gì? Thì phải có màn chào xăng, có clip trên rồi chứ. Mình nói ngộ rồi. À, nó giỡn gặp nhau. Anh em không biết. Thôi quay. Người ta giãn cách xong. Không biết nè, không biết. Không biết hết giận. Mà còn mấy ông đặt quả đó nè. Đi sao đừng lên nhà tôi đó. Nè nè, không á đây. Ở lại đi mua đi mua đồ về lẩm thật, đi mua đồ về lẩm thật. Không biết rồi. Có thật không? Có. Đây. Đây. Không biết hết giận ha. Thì anh không biết lâu ngày gặp lại ôm. 3-4 tháng chờ luôn mới gặp lại á. Thấy chồng người ta gặp á, gặp tôi như ta luôn, cứ chạy tôi ôm luôn, khỏi gặp không ôm. Ông quạ vô nữa. Báo hại vô. Ủa thì làm kênh tròn này gặp nhau phải tròn chứ, tròn trước rồi tính sau. Đúng không con hơn. Đúng rồi. Tôi phải chạy về. Rồi thôi đây, đi về chung luôn. Về. Đi mua đồ làm ẩm thực. Đi. Rồi thôi đi, đây rồi. Ok mọi người, à anh đặt máy kìa, xa. Ok mọi người. Ok mọi người, màn tròn của mình kết thúc nha. À, chào tạm biệt mọi người, bây giờ mình đưa con bé ra kiếm cái món gì đó về mình làm mới ẩm thực. À, mừng anh em mình gặp lại sau 3-4 tháng rồi, 3 tháng mấy rồi. Rồi bye bye mọi người, hẹn gặp lại video sau.